Nên là một thằng ba trận đã là quá là nguy hiểm rồi, mà bây giờ nó muốn kéo thêm cả đám nữa thì quá là nguy hiểm luôn. Những người lớn tuổi thì tôi không nói làm gì, nhưng mà những cái bạn trẻ, ngay như những bạn trẻ được cho xã hội bây giờ cho ăn học, dạy dỗ tử tế, bố mẹ cho dạy dỗ tử tế mà cũng vẫn u mê không biết một cái gì, không biết là học được cái gì. Bố ở nhà thì báo mẹ báo cha, đi ra ngoài đường thì lạy cha lạy thầy, lạy với thằng ra đường lạy một cái thằng vô gia cư đi khất thực, như cha chết mẹ chết thì khóc lăn khóc xuống. Bây giờ còn cầm cả hoa đi, cầm hoa đi cúng như kiểu. Cái thằng bé này nó mở miệng ra thì chúng ta biết được địa chỉ số nhà luôn đúng không quý vị? Biết được nó là con cháu của ai liền đúng không ạ? Ý hắn nói là sư Minh Tuệ là ba trận, một người ba trận thôi, đi như vậy là đủ rồi, đi ăn xin khất thực như vậy là đủ rồi, còn bây giờ kéo thêm một số người ba trận nữa đi đi theo. Bởi ta nó thầy nào là trò đó nha. Sư Minh Tuệ nghèo nhưng mà ông có nhiều thứ người ta theo, em có hiểu không? Anh tặng anh nói cho em một câu nè, anh nói cho em biết nè, sống ở trên đời này đừng bao giờ lấy tiền bạc địa vị ra mà làm thước đo để đánh giá một con người em nhé. Bởi vì cái đồng tiền của em kiếm đó, anh đâu có biết em kiếm bằng cách nào, nhiều khi em đi ăn cướp ăn trộm hay là em đi lừa gạt người khác để em có số tiền đó đúng không ạ? Còn địa vị của em, chức vụ của em, anh đâu có biết là em là cái bằng cái tài năng của em, bằng cái học thức của em, bằng cái trí tuệ của em, hay là em dùng những cái đồng tiền dơ bẩn để em mua cái chức vụ đó. Đừng bao giờ lấy đồng tiền và địa vị danh vọng đánh đồng với nhân nghĩa, bởi vì nhân nghĩa là trường tồn, là mãi đỉnh, em hiểu chưa? Còn em nói những người mà người ta ủng hộ thầy thầy Thích Minh Tuệ là những người u mê, xin lỗi nha, những người ủng hộ Thích Minh Tuệ và là những người trí tuệ đấy, bác sĩ nè, kỹ sư nè, giáo sư nè, tiến sĩ nè, những cái doanh nghiệp thành công nè, những cái Phật tử chân chánh nè, đúng chưa? Những người đó, những người ta mà người ta trí tuệ, người ta có học vị cao như vậy đấy mà người ta u mê à? Hả? Những người doanh nghiệp ta thành công như vậy đó, người ta u mê à? Những cái Phật tử chân chánh như vậy đó là người ta u mê à? Anh nói cho em biết nè, những người mà chống đối với thầy Sư Minh Tuệ nè, ích kỷ nè, tham sân si nè, nhỏ mọn nè, ganh ghét nè, đố kỵ nè, tham ăn nhưng mà biếng làm nè, ngồi mát nặng mắt vàng là đố kỵ, ngồi không đúng không, mà muốn người ta dâng, muốn người ta cống nạp cho tới miệng để ăn, nó không có làm gì hết trơn mà đồ ăn ngon đó. Những thứ đó đó nó cũng giống như là biết gì không, như con heo với con bò bây giờ đó. Đó, bây giờ nó đâu có làm gì đâu, rồi người ta mới dâng những thức ăn tới miệng cho nó ăn thôi đó, nó ăn, nó chỉ ăn thôi, rồi nó đâu có biết làm gì đâu. Cho nên là bây giờ đó là cái những cái hình ảnh của sư Thích Minh Tuệ đó nó tỏa hào quang ra rồi thì họ sợ mất cái miếng ăn, cho nên là họ mới nhảy vào, họ tấn công, họ muốn tiêu diệt sư Thích Minh Tuệ. Mày có hiểu điều đó không? Giờ không thích kêu em nữa, mày xúc phạm sư Minh Tuệ như vậy thì anh cũng không thích kêu mày bằng em nữa mà kêu mày bằng thằng nhé. Em nên nhớ sư Minh Tuệ đi bộ cách đây 7 năm rồi, trên đời này không có chuyện gì là ngẫu nhiên hết mà là có sự sắp xếp của ơn trên hết, anh nói thẳng với mày đúng chưa? Sư Minh Tuệ đã trải qua khổ nạn đã 7 năm nay rồi đó, mà đang tới cái thời kỳ hiện nay là thời kỳ mạt pháp, cả những cái nhà sư giảng pháp là kêu gọi cúng dường cúng vàng, người ta chảy chay rất nhiều, người ta nói chung là người ta mất cái niềm tin vào đạo Phật, mất cái niềm tin vào chùa chiền, ta muốn quay lưng lại với chùa chiền, với đạo đạo, ta muốn quay lưng lại với cái đạo giáo, thì bỗng nhiên ông Thích Minh Tuệ ông xuất hiện làm cho người ta tin tưởng, người ta yêu kính, người ta quay lại, người ta ủng hộ đạo Phật, ta yêu kính cái đạo Phật, ta tôn sùng cái đạo Phật. Như vậy thì sư Minh Tuệ có giúp ích được gì không? Không phải. Tại sao trước đây 1-2 năm trước mà sư Minh Tuệ không có những cái hào quang của sư Minh Tuệ không có chói sáng như bây giờ? Trong đạo Phật có cái câu như thế này nè, mình trồng một cái nhân thì nếu mà đúng đủ duyên đủ phước thì nó mới ra bông kết trái. Trong 7 năm qua đó, hành trình trong 7 năm qua đó, thầy đang gieo những cái hạt giống,
thì những trong những cái nhân thì bây giờ đúng cái vào cái thời người ta quay lưng lại với đạo Phật thì ổng xuất hiện. Đây là cái sự sắp xếp chứ không phải là cái sự ngẫu nhiên, tôi dám khẳng định mày luôn. Tại sao mà bao nhiêu năm qua thầy đi không ai biết, không ai biết đến thầy hả? Mà đến cái thời kỳ người ta đang phẫn nộ về những cái phát ngôn, những cái những ông sư mà ông mượn đạo tạo đời ông trục lợi, thì bỗng nhiên thầy Minh Tuệ đã xuất hiện. Tại sao? Mày giải thích được không? Mày đừng bao giờ mày nói là đây là cái sự trùng khớp hay gì không. Tao cho rằng là đây không phải là sự trùng khớp, mà là cái sự sắp xếp của một đấng bề trên nào đó để cứu giúp lại cái lòng tin của tất cả Phật tử đối với đạo Phật, để người ta không quay lưng lại với chùa, không quay lưng lại với đạo Phật. Mà có những kẻ nó ghét, nó ganh ăn, tức ở, nó hãm hại thầy bởi vì mất miếng ăn. Thì bây giờ tao hỏi mày nè, mày về mày hỏi ba mẹ mày á, ông bà ba cha mẹ mày đó, mày hỏi xem tại sao ngày xưa người ta quỳ lại Đức Phật, tại sao thời nay người ta lại quỳ lễ Sư Thích Minh Tuệ. Nếu mà ba mẹ mày hay là ông bà mày nói là do người ta u mê, thì cái đầu ba mẹ mày cũng giống như mà có cái con nãy tao nói ra như thế đó, là người ta chờ người ta dâng tới miệng để ăn thôi chứ không có biết suy nghĩ gì hết nha. Anh ta trên đây anh rất là lịch sự ha, chỉ có miệng anh hổng lắm nhưng mà lên đây anh rất là lịch sự để tâm sự với mày, để dạy dỗ thằng em mày nó có một chút xíu nha. Còn mày nói là ở nhà là không lo cho cha mẹ đó là đạo hiếu, lo cho cha mẹ đó là đạo hiếu, đó là đạo đức, là một con người yêu kính cha mẹ, báo hiếu cho cha mẹ đó là bình thường, đúng không? Còn Sư Minh Tuệ, ngoài cái sự tôn trọng nhà cha mẹ, mình không nói mình tôn trọng, là mình tôn trọng là cái chữ đạo hiếu, mình yêu thương, mình giúp đỡ, mình lo lắng cho ăn uống cha mẹ là có đó chuyện bình thường. Bởi vì sao? Mình hiếu thảo với cha mẹ mình thì sau này con cháu mình sẽ hiếu thảo lại với mình, đó là quy luật, đúng không ạ? Tại vì cái đó là tấm gương để con cháu mình nó nhìn, để nó noi theo, để nó làm theo. Còn mình mà chửi cha mắng mẹ thì sau này con cháu mình nó cũng sẽ trả lại y như vậy mà thôi, không khác nào hết. Đây trường hợp anh mày đã gặp rất nhiều rồi chuyện đó nha. Còn đối với cha mẹ thì mình yêu thương, mình kính trọng, mình báo hiếu, đó là cái hiếu ơn mình báo, đúng không? Còn đối với Thích Minh Tuệ, ngoài cái sự nể trọng ra, kính trọng ra, mà người ta còn phải bái phục, bái phục cái đức độ và đạo hạnh. Bái là lại, phục có nghĩa là cúi đầu, có nghĩa là phải đảnh lễ với Thích Minh Tuệ, là cái đạo hạnh, những cái con đường mà ngài đã vượt qua. Để anh nói cho mày nghe nè, trên cái trái đất này đó gần 8 tỷ người, thôi làm tròn là 8 tỷ đi nha, gần 8 tỷ thì mình làm tròn là 8 tỷ đi. Rất là nhiều người ăn xin, rất là nhiều người đi khất thực, mà tại sao người ta không quỳ lại người ta đảnh lễ hả? Mà tại sao tự nhiên người ta lại đảnh lễ ông thầy Sư Minh Tuệ? Tự nhiên người ta, một cái con người bình thường thôi, gặp thầy Sư Minh Tuệ, tự nhiên trong cái tâm của người ta khởi ra là muốn đảnh lễ Sư Minh Tuệ. Bởi vì những cái việc làm của ông thì con người bình thường sẽ không bao giờ làm được. Nếu không có một cái đấng thiêng liêng nào đó phù hộ độ trì cho ông thì một cái con người bình thường như chúng ta không thể nào làm được. Mày nghĩ thử nghĩ đi, trong 7 năm trời qua ông phải lang thang, ông vất vả, ông vượt qua. Bây giờ đó anh nói thẳng mày là ông đã trổ được cái cây, những ông gieo những cái chân nhân á, bây giờ đã trổ rồi. Nó trổ rồi thì người ta đánh lễ, người ta quỳ lại, đó là chuyện bình thường trên cái xã hội này, đúng không? Cái tại sao mà mày đi ganh ghét, mày đố kỵ một cái người coi như là không có hại gì cho quê hương, không đất nước, không có hại một con cá, một con sâu, một con kiến gì hết, mà mày đi ganh tị với ổng? Mày với thầy trò mày ganh tị rất nhiều, có phải bị mất chén cơm hay không hả? Mày sống mày phải có cái đầu suy nghĩ, mày phải biết suy nghĩ. Đừng bao giờ mình đánh giá hay là mình phán xét sai một vị chân tu, mình bị tổn đức dữ lắm. Mày có hiểu không? Sống phải có trí tuệ, phải suy nghĩ một chút xíu. Tại sao mày phải tìm hiểu ở lý do tại sao Sư Minh Tuệ bị được người ta tung hô như vậy? Mày phải tìm hiểu nguyên nhân. Trên đời này đâu phải có một người Minh Tuệ là đi ăn xin đâu, đi khất thực đâu. Rất rất nhiều người, tại sao người ta không đánh lễ? Bởi vì cái hào quang của Sư Minh Tuệ nó không phải những người khác. Cái đức độ đạo hạnh của ngài không phải là những người bình thường.
Mày có hiểu được đó không? Thôi anh nói mày tới đây thôi. Thật trong clip này thì nó không cho mình quay dài cho nên mình không nói tới đây. Mọi người, mình là Tâm, Tâm Chánh Pháp. Mình có làm cái YouTube là Tâm Chánh Pháp nha. Mọi người có muốn chia sẻ bảo vệ những cái chánh pháp, bảo vệ cái đường lối tu tập của Thích Minh Tuệ thì hãy vào kênh bấm đăng ký giùm mình nha, để sau này mình có ra cái video nhóm mới đó thì nó thông báo cho mọi người biết để mọi người xem và ủng hộ nha. Dạ xin chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và an lành trong cuộc sống. Dạ xin cảm ơn nhiều.